Vâng, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của bên em Tùng. Và đầu tuần mới thì em xin kính chúc các anh em có một tuần làm việc thuận lợi, cũng như là nếu như các anh em đang cần mua trang bị âm thanh hãy nhớ ghé qua cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Và đầu tuần mới thì em cũng xin hoan hỉ gửi lời cảm ơn tới các anh em khách hàng trong tuần vừa qua. Chúng ta đã đạt được rất nhiều đơn hàng tại cửa hàng nhà em cũng như ủng hộ lên Tùng Audio. Hiện nay thì Lexatic FX60 vẫn đang là một trong những trang thiết bị âm thanh vô cùng cần thiết cho dàn máy âm thanh gia đình. Đây là phiên bản vang cơ giá rẻ và rất dễ dàng có thể là sử dụng ngay cho dàn máy. Nếu các anh em đã mua hàng tại đặt hàng tại cửa hàng Tùng Audio thì các bạn biết rằng đây là phiên bản ở bên em đang bán rất là thịnh hành, Lexatic FX60 giá xả bên em Tùng Audio đó là 1.100.000 đồng. Trong đó bên em đã bao ship và tặng jack kết nối. Và ngày hôm nay thì em cũng nhận được rất nhiều đơn hàng của anh em khách hàng ở cái phiên bản này. Tiện đây làm một video nữa ở đầu tuần mới để phục vụ anh khách hàng. Chúng ta đang có nhu cầu mua những cái dòng sản phẩm vang giá rẻ, dễ sử dụng, hình thức giao diện đẹp mắt, hãy nhớ và xem lại phiên bản Lexatic FX60 Plus tại cửa hàng Tùng Audio nhá. Ok, ngay bây giờ thì cùng anh em trải nghiệm các tính năng và chất lượng âm thanh tới từ Lexatic FX60 Plus nào. Đây là phiên bản phay nhôm màu đen và hiện tại thì chỉ có duy nhất phiên bản màu đen bên cửa hàng Tùng Audio với Lexatic FX60 thôi, còn chưa có phiên bản màu trắng. Nên anh em mà có nhu cầu thì các anh em có thể đặt hàng phiên bản màu đen Lexatic FX60. Cái phiên bản này thì em nhận thấy là rất nhiều anh em lựa chọn, bởi sao? Dễ phối đồ, phiên bản màu mạnh mẽ, phiên bản màu phay nhôm màu đen chắc chắn là một trong những cái màu mà anh em dễ dàng sử dụng và phối đồ nhất rồi, đúng không ạ? Và em nhận thấy là rất nhiều anh em đã và đang đặt hàng với Lexatic FX60 Plus rất là hài lòng. Bởi vì sao? Thứ nhất là khi mà chúng ta nhận hàng về, chúng ta được quyền kiểm tra hàng, bên em cũng sẽ hỗ trợ cài đặt sẵn tất cả tính năng tốt nhất và tặng thêm dây jack kết nối, nên là hầu hết anh em mua hàng tại cửa hàng Tùng Audio các bạn sẽ cảm thấy rất là yên tâm. Lexatic FX60 là phiên bản hàng nhập khẩu loại 1, nhiều tính năng chỉnh cơ thao tác rất là thuận tiện cho anh em. Chúng ta hoàn toàn có thể tự mình tinh chỉnh các chế độ delay, repeat, các dạng bass mic chép cho phần echo hay là bass mic chép phần mic và phần nhạc. Tất cả tính năng ở trên này anh em sẽ sử dụng bút chỉnh hai cạnh ở trong hộp có đi kèm nhé. Nếu các anh em muốn tăng giảm, chúng ta chỉ cần thao tác vặn cho em các phím tính năng thôi. Và nhắc lại một lần nữa, các tính năng sẽ có là delay repeat cho phần echo. Đây là tính năng vang nhại, nhanh chậm nhiều ít, rất cần thiết cho phần echo của những cái dòng vang cơ. Thế là anh em lưu ý hãy căn chỉnh làm sao cho nó hài lòng nhất khi mà chúng ta cất lời ca tiếng hát của mình lên. Còn nếu như các anh em vẫn chưa biết cách thao tác căn chỉnh làm sao cho nó đúng cho hay thì các bác đừng lo, bởi vì khi các anh em nhận hàng về là bên em đã hỗ trợ cài đặt và set up một cái chế độ âm thanh ngọt ngào dễ hát với cái tính năng delay repeat hay các dạng bass chống chép rồi. Nên là các anh em khi nhận hàng về, những anh em người mới dùng, chúng ta thao tác sử dụng lần đầu trên vang, chúng ta vặn cho em 3 phím tính năng âm lượng tổng, đó là echo tổng vang nhại, âm lượng tổng mic, âm lượng tổng nhạc, với 3 phím volume thiết kế có đèn led rất đẹp mắt góc tay phải mình, cho anh em tự mình thao tác căn chỉnh. Các bác lưu ý cho em, hát vang nhại nhiều chúng ta vặn echo, muốn tiếng mic lớn chúng ta vặn tiếng mic volume, muốn tiếng nhạc lớn chúng ta vặn âm lượng tổng nhạc. Đấy, 3 phím volume thiết kế có đèn led, và em nghĩ rằng là các anh em nhận hàng về là chúng ta phát hiện được ra ngay 3 phím volume rất dễ dàng căn chỉnh ở đây. Đấy, còn nếu như các anh em sử dụng trong 2 cho đến 3 lần thì các anh em hoàn toàn có thể tự mình thao tác và tự mình căn chỉnh được các tính năng chế độ bass chống chép, delay, repeat. Nó rất là đơn giản. Anh em căn chỉnh thì ngay lập tức hiệu ứng âm thanh sẽ thay đổi theo các cách mà các em sử dụng căn chỉnh ở trên mic, trên nhạc hay là trên các chế độ echo tâm. Đấy, và Lexatic FX60 lại có đầy đủ các đường kết nối lấy nhạc cho anh em lựa chọn. Nếu như chúng ta không muốn hát karaoke gia đình, chúng ta muốn nghe nhạc thì Lexatic FX60 Plus sẵn sàng phục vụ anh em với rất nhiều đường kết nối lấy nhạc hiện đại như là USB hay là đường cổng quang trực tiếp Bluetooth 5.0 kết nối với điện thoại di động, đường anten truyền thống cho anh em AUX1, AUX2 cho anh em lấy nhạc từ TV, máy tính hoặc là điện thoại di động cấp vào để chúng ta có thể trải nghiệm âm thanh nhạc tới từ Lexatic FX60. Như vậy là nó giống như một chiếc âm ni mini vậy, vừa hỗ trợ trong việc chúng ta nghe nhạc hay bay bổng và chuyên nghiệp, hay là vừa hỗ trợ cho chúng ta có một giọng hát vô cùng ngọt ngào đến từ các tính năng cắm cổng mic, mic 1, mic 2 mặt trước, mic 3, mic 4 sử dụng mặt sau. Anh em có thể sử dụng mic bằng đường dây 6 ly hoặc đường cổng ca lông mà ít ra dòng vang có đường cổng ca lông lắm các bạn. Bác để ý xem hiện lại hiện tại nếu như chúng ta đi mua vang thì đa phần là những đường dây kết nối bằng dây 6 ly. Và còn những cái phiên bản mà có đường dây ca lông thì dường dại là rất là hiếm các bạn. Và Lexatic FX60 là một trong những phiên bản như vậy. Đầy đủ các đường kết nối ca lông nữa cho anh em ghép nối sang các thiết bị như là âm ly, ghép nối cục đẩy đến và thậm chí ghép loa kéo. Có thêm đường cổng center và đường red out cho anh em hát live stream nhá. Rất nhiều tính năng đặc biệt ở trên Lexatic FX60 Plus đúng không ạ? Và cùng anh em trải nghiệm âm thanh ngay lập tức tới từ phiên bản này nhá. Ở đây thì em sử dụng một bộ mic dây rẻ tiền thôi và cùng anh em test tiền trợ thanh đến từ Lexatic. Các bác hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm âm thanh nhé. 1 2 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8
Vâng, các anh em chúng ta được trải nghiệm âm thanh của Leica TKX 60 vô cùng ngọt ngào, dễ chịu, có độ lịnh tiếng cao phải không ạ? Và đây là tính năng đặc biệt của Echo đến từ Leica TKX 60 là phiên bản van cơ, thế nên là những cái phiên bản van cơ chủ yếu sẽ là chất lượng âm thanh của Echo. Và dòng Leica TKX 60 Plus em cảm nhận được một chế độ âm thanh Echo vô cùng ngọt ngào, dễ hát. Để mà các tính năng delay, repeat và các tính năng bass trung chép, nó hỗ trợ trực tiếp cho hiệu ứng giọng hát em trở nên thanh thoát, dễ hát hơn với chế độ âm thanh cực kỳ là bay bổng. Và khi chúng ta có mình còn vang như thế này rồi thì dàn máy âm thanh gia đình sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn bao giờ hết, đúng không ạ? Có thể nâng cấp cho âm ly, ghép lỗ cục đẩy đến ba, thậm chí ghép loa kéo đều được cả với khả năng chống hú cực kỳ tốt. Đây sẽ là một trong những phiên bản vang không thể thiếu được để các anh em có thể nâng cấp cho dàn máy âm thanh giá vừa rẻ vừa tiết kiệm vừa hiệu quả, chắc chắn rồi. Đừng nên bỏ qua Leica TKX 60 với giá thành bên em Tùng Audio đang xả là 1.100.000 đồng. Sau đó bên em bao ship toàn quốc, tặng giáp cái lối hàng sẽ được bảo hành 1 năm để các anh em yên tâm hơn. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng và thanh toán sau, không cần đặt cọc bất kỳ một đồng phí nào khi các anh em mua hàng nhé. Và nhớ, nếu các anh em đang còn thiếu con vang, liên hệ ngay bên Tùng Audio để đặt hàng với những mẫu sản phẩm trang thiết bị âm thanh vô cùng chất lượng và giá cực kỳ rẻ ở đầu năm 2024. Và video của em Tùng xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.